Xin kính chào tất cả quý vị khán giả yêu mến. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Tú Anh Múa Yoga. Và hôm nay Tú Anh rất vui được hướng dẫn mọi người nhảy van với nón bài Nàng Thơ Xứ Huế. Tú Anh rất là thích giọng hát của ca sĩ Thùy Chi. Và Tú Anh đã dựng làm hai bản, bản nhảy van với nón và bản múa nón. Mời quý vị hãy vào phần mô tả bên dưới video này để xem bài nhảy mẫu và bài múa mẫu nhé. Bây giờ tụi anh sẽ làm chậm từng tổ hợp một mặt trước và sẽ quay cùng chiều để hướng dẫn. Ở bản nhảy van, tụi anh chia làm 3 tổ hợp. Tổ hợp nhạc dạo, dạo đầu và dạo giữa làm giống nhau. Tổ hợp lời và tổ hợp kết. Bây giờ tụi anh sẽ làm tổ hợp nhạc dạo đầu gồm có 16 bước van. Một, hai, ba, hai, hai, ba, hai, ba, bốn, hai, ba, năm, hai, ba, sáu, hai, ba, bảy, hai, ba, tám, hai, ba, chín, hai, ba, mười, hai, ba, mười một, hai, ba, mười hai, ba, mười ba, hai, ba, mười bốn, hai, ba, mười lăm, hai, ba, mười sáu, hai, ba. Tụi anh quay cùng chiều nhé. Đầu tiên, hai tay cầm lấy chính giữa nón, nhấc cùi chỏ lên, nhún xuống nhấc nó lên. Một, hai, ba, hai, hai, ba. Ba, hai, ba thì hạ xuống. Bốn, hai, ba thì xoay nón sang vai bên trái và đưa ra đằng sau. Bây giờ là bước sang phải, sang trái. 5, 2, 3 thì lăn nón sang vai bên phải. 6, 2, 3 thì lăn nón sang vai bên trái thì kéo cùi chỏ trái xuống, cùi chỏ phải sẽ đưa lên cao. 7, 2, 3, 8, 2, 3 hạ xuống và lặp lại. 9, 2, 3, 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3, 13, 2, 3, 14, 2, 3, 15, 2, 3, 16, 2, 3. Và anh làm lại lần nữa. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3, 13, 2, 3, 14, 2, 3, 15, 2, 3, 16, 2, 3. Tổ hợp nhạc dạo giữa thì sẽ làm một nửa tổ hợp nhạc dạo đầu, nghĩa là làm một lần hai một lần tổ hợp thôi, là 8 bước van. Bước van đếm là 1 2 3 2 2 3, có một nhịp chính và hai nhịp phụ. Bây giờ là tổ hợp lời gồm có 8 nhịp van. Tụi anh làm một lần. 1 2 3 2 2 3 3 2 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3. Và bây giờ tụi anh quay cùng hướng nhé. Đầu tiên là phần tay thì hai nón, hai tay sẽ cầm chính giữa nón và cầm băng nón này, đưa sang vai bên phải. 1, 2, 3. Đó, một cạnh thì sẽ úp vào vai, cạnh một tay phải sẽ ở ngoài và đổi bên. 2 2 3 3 2 3 4 2 3 và bây giờ đưa thẳng lên đằng trước, chóp nón hướng về phía trước. 5 2 3 6 2 3 thì kéo nón vào bụng. 7 2 3 thì nón tay phải che đầu, tay trái ở dưới. 8 2 3 giữ nón nguyên. Đó là phần tay. Phần chân
thì chúng ta sẽ bước sang phải, sang trái. Sang phải, 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. Bây giờ bước thẳng lên bằng chân phải. 5, 2, 3. Lùi xuống bằng chân trái. 6, 2, 3. Xoay 180 độ bước chân phải. 7, 2, 3. Và bước chân trái xoay 90 độ. 8, 2, 3. Và anh kết hợp cả chân và tay. 1, 2, 3. Và lúc này nón hơi chéo. Hơi chéo một chút chứ không ngang hẳn như thế này. Hơi chéo về bên trái. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. Bước lên. 5, 2, 3. Lùi xuống. 6, 2, 3. Xoay 180 độ. 7, 2, 3. Xoay 90 độ. 8, 2, 3. Vậy làm lại lần nữa. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. Bước lên đằng trước. Chân phải 5, 2, 3. Lùi chân trái 6, 2, 3. Xoay chân phải 7, 2, 3. Xoay chân trái 8, 2, 3. Và tổ hợp bây giờ đã quay sang hướng 3 giờ rồi. Chúng ta lặp lại tổ hợp 8 bước van và 8 nhịp van ở hướng 3 giờ. Sau đó xoay sang hướng 6 giờ, lặp lại 8 bước. Xoay sang hướng 9 giờ và xoay trở về hướng 12 giờ, lặp lại lần nữa. Nghĩa là lời 1 chúng ta đã sẽ làm 5 lần 8. 5 lần tổ hợp. Và đến nhạc dạo giữa thì làm nửa nhạc dạo đầu. Sau đó lời 2 lại làm 5 lần tổ hợp. Mỗi tổ hợp là 8 nhịp vang. Sau đó đến phần kết. Đây là tổ hợp kết. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. 4, 2, 3. 5, 2, 3. 6, 2, 3. 7, 2, 3. 8, 2, 3. 9, 2, 3. 10, 2, 3. 11, 2, 3. 12, 2, 3. 13, 2, 3. 14, 2, 3. 15, 2, 3. 16, 2, 3. Vậy anh quay cùng chiều nhé. Đầu tiên thì sẽ đưa chân phải ra bên cạnh, thì xoay tay phải xuống thấp. 1, 2, 3. Và đổi bên. 2, 2, 3 thì xoay tay trái xuống. 3, 2, 3. 4, 2, 3. Bây giờ bước sang bên trái. 5, 2, 3 thì nó để bằng. 6, 2, 3. 7, 2, 3. 8, 2, 3. Và bây giờ xoay di động về bên tay trái và nón xoay ra trước mặt và lăn từ vai trái ra đằng sau. 9, 2, 3, 10, 2, 3. Và xoay trở về bên phải, nón chỉ lăn một chút sang bên trái. 11, 2, 3, 12, 2, 3. Hạ nón xuống, đưa về bên phải. 10, 3, 2, 3, 14, 2, 3 là xong một vòng. 15, 2, 3, 16, 2, 3 thì hạ tay trái xuống thấp, nón ở bên hông bên trái và rút chân phải ra sau, đứng chéo người. Và kết thúc ở đây. Tụi anh làm lại tổ hợp kết lần nữa. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. 5, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10, 2, 3, 11, 2, 3, 12, 2, 3, 13, 2, 3, 14, 2, 3,
15, 2, 3, 16, 2, 3. Tụi anh đã hướng dẫn xong bài nhảy van nàng thơ xứ Huế rồi. Chúc quý vị thật là nhanh thuộc nhé. Hãy nhấn vào nút đăng ký và hình quả chuông để ủng hộ cho kênh của tụi anh phát triển hơn. Và để mỗi khi tụi anh ra video mới thì quý vị sẽ nhận được sớm nhất. Xin cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi và cổ vũ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các video sau.